Này, năm cuối đại học rồi đấy, không tập trung mà học, suốt ngày cứ điện tử thôi. Chơi một cái trắng mắt ra đấy. Học nhiều phát thần kinh đấy bố ạ. Cái thằng còn hứa với bố, kiểu gì cũng sẽ tốt nghiệp. Có chắc không? Chắc chứ bố. Hứa với bố rồi đi nhá. Vâng ạ. Bố có một ông bạn thân tên là Thanh, làm giám đốc công ty xây dựng Thắng Phương. Biết công ty ấy không? Ui, con biết chứ bố. Ui, công ty này lớn lắm đấy bố ạ. Con cứ học cho nó tốt vào. Bố sẽ nhờ bác ấy hướng dẫn cho con. Nếu được nữa ấy, thì bác ấy nhận vào công ty làm việc, được không? Về làm lại. Về làm lại. Cậu nghe đây. Đây là công ty, là vận mệnh của hàng trăm nhân viên, chứ không phải là nhà của cậu. Rồi cậu muốn làm gì thì làm. Tôi hỏi cậu, nếu như dự án không thực hiện được thì cậu tính sao? Cháu xin lỗi ạ. Nhưng sao bác gay gắt với cháu thế ạ? Cháu thấy cũng có nhiều người sai phạm như cháu, nhưng bác không gay gắt như thế này ạ. Dạ, cháu tưởng... Tôi tưởng cậu đã tốt nghiệp đại học, thì cái việc đơn giản như thế này cậu làm ngay tức lực là xong chứ. Cậu đừng để mọi người coi mình là cái loại bất tài vô dụng nghe chưa? Bên em lại. Con tưởng bạn thân của bố thì phải đối xử với con như thế nào? Đằng này khó tính với con, còn hơn là khó tính với cả công nhân viên đấy. Con làm cái gì bác ấy cũng không đồng ý. Thôi được rồi, ngày mai con làm đơn xin nghỉ việc, bố sẽ tìm cho con một công ty khác nhá. Cậu đừng để mọi người coi mình là cái loại bất tài vô dụng nghe chưa? Không bố ạ, con sẽ không nghỉ việc đâu. Hả? Con sẽ chứng minh cho bác ấy thấy con là người như thế nào. Này, đừng có làm điều gì dại dột đấy nhá. Tốt. Tốt lắm. Mời vào. Dạ, bác cho gọi cháu ạ. Cường đấy à? Dạ. Tôi đã đọc qua cái dự án này rồi. Nói chung là rất tốt. Nếu như dự án này thực hiện được, sẽ mang được rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Dạ. Tôi giao cho cậu phụ trách dự án này. Cậu có toàn quyền chọn hai nhân lực phụ giúp cho mình. Nhưng mà này, nhớ là phải đoàn kết anh em cho công ty, đừng để đổ bể dự án, nghe rõ chưa? Cháu cảm ơn bác ạ. Sao? Cậu có vẻ ngạc nhiên nhở? Đã có lúc cháu nghĩ bác sẽ đuổi việc cháu cơ ạ. Sao bác lại đuổi việc cháu được? Nếu như cháu không làm được, bác còn lấy roi quất vào đít cháu, khi nào cháu làm được mới thôi. Dạ. Mời vào. Bố. Anh Phan. Chào anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều vì trong thời gian vừa qua anh đã thay tôi giúp đỡ cho cháu nó lớn lên nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Có gì đâu. Bác khắt khe với cháu bởi vì bác là bạn của bố cháu. Đã là bạn thì bác coi cháu như là con của mình. Cố lên con trai nhá.